Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì tình hình chiều nay là mình ra sông Tiền đại náo bạn ơi. Đại náo sau mùa dịch. Ôi trời mưa luôn. Anh thằng ơi mưa luôn. Ông trời xúc động quá mưa luôn rồi. Nhà chị Nương có chạy giùm nè. Đưa ra anh Hồng. Anh Hồng cũng đang thả lưới cái mà dinh quá. Trời mưa luôn. Ông trời xúc động quá ông mưa luôn. Bạn coi là nước ngập rồi nè. Thằng ơi quê mùa nước lũ bạn ơi, mấy cái mỏ này là mấy lúc trước là nó cao nghiều ngào luôn, bạn coi giờ nó ngập cả đó đó. Người nhà chị của anh chống là thôi ngập linh láng luôn, quá trời nước rồi. Trong mình thì không thấy nước nhiều chưa bạn, mà ra đây nước quá trời nước, tại trong mình do xây đập đồ này nọ đó. Còn cái sông này là sông Tiền, sông cửa ngõ chính ở trên thượng nguồn đổ về á, bởi vậy nước quá trời rồi. Giờ tiến thẳng ra Hồng thôi. Hồng bữa nay thả lưới cá mì dinh 8 phân tốt bên là còn bến á. Rồi bạn ơi, hồi nãy thấy cũng hơi nắng nắng, tự nhiên đổ mưa trời. Ở xa xa trên kia bạn, cái nhà mà hơi đỏ đỏ trên kia bạn thấy hơi xa xa không? Cái đó là có cái cầu trên đó, đó. Cái đó là cầu Cải Đôi, phường 4 Sa Đéc á. Còn phía bên đây là về, nói về là cầu Bình Thạnh. Ở bên đây người ta nuôi cá bè dữ lắm nha bạn, nuôi từ dưới đây nè, mà kéo dài lên qua Cao Lãnh luôn á, trên Mỹ Sương đổ chánh á, xa thăm thẳm chiều trôi luôn á. Anh Hồng xa xa đằng kia, bữa nay ông thả bên là cồn bên mấy cái cần cẩu nè. Ở sông Tiền này mình thấy chứ nó nguy hiểm lắm, mà cũng hên á là không có gió bão nha, chứ cứ mà chứ nếu mà có gió bão là mấy cái xuồng nhỏ này đâu ai dám ra mà đây bạn, không ai dám ra chứ. Có mưa nè, nhưng mà cái là đều không có gió nên cũng đỡ. Chứ ở đây mà người ta giăng lưới mà nghĩ rằng có gió nổi lên là bảo đảm mấy cái xuồng nhỏ này nè là người ta chạy vô bờ hết. Cái nó lưới nó hư hao cỡ nào cỡ sinh mạng vẫn là quan trọng. Bạn coi ra sông Tiền, bạn coi giống như cái biển vậy đó. Nhìn thấy ớn lạnh chứ. Nghe mấy chú bác ở đây rồi kể đâu cách đây khoảng ba mấy năm trước á, cái sông Tiền này nó nhỏ xíu à. Mà do sạt lở giết mình cỡ vậy đó. Kiểu như dạng như bên lở bên bồi bạn. Bên kia thì bồi, còn phía bên đây thì lở. Mà giết thôi nó rộng quá trời rộng. Này cái phao vàng, này cái phao này là để ngăn kiểu trong đó cạn các bạn, nói chung là báo hiệu cái chỗ cạn á. Nhiều họng đang cuốn được ít lưới rồi. Chắc giờ ông thấy dòng gió ông sợ quá, ông cuốn tranh thủ ông cuốn gì. Hello mô tô, tôi kêu ô tô, ta vô tô. Ồ do ăn cái phao vàng bạn ơi, bởi vì anh Hậu tranh thủ ông cuốn nè. Hốt cái phao vàng đó đó. Do anh về chạy vừa bển anh văng lưới neo rồi anh á, gõ tao lưới bên đây.
cái rảnh bằng coi nè, con nào nấy nái nái không mày dinh nè, này lưới 8 phân trời ơi, nó uổng ơi. Ông Dục bển thả ông bỏ đây luôn hả? Tao bữa cái người ta mới bỏ, tao chạy về tao đi bữa tao lý neo nè, thấy gì chạy qua nó ăn phao vàng không? Ủa bển sao mới chạy qua đây không biết. Ủa cái dãnh còn nặng nó biết nói không? Đúng lưới 8 có khác mà, có lựa không? Giờ đó còn nữa kìa, mày Vinh. Ừ, ta lưới này quất cũng phao vàng rồi, thấy dụ đại lên không á. Bây giờ em chị Nương nhìn xa nó, ủa sao này cũng lưới bao với trời. Ai về đâu? Ủa. Ủa không gì trời. Cá lên lia lịa mê quá bạn. Rồi. Này anh cuốn chắc chưa được tới nửa tay mà. Chưa quá nửa tay gì. Hốt cái phao vàng nó là đuối đuối rồi. Ở mà đây sợ nhất là mấy cái phao. Tính mẹ nó chạy gì chứ, mà nó không chạy mà chạy bên đây mà nó ăn phao vàng không biết. Ủa. Ủa có dạy con bạn con cá mà Vinh kìa. Lưới 8 có khác. Nhức răng không. Con nào nay đáng đó. Hàng tiễn hàng lựa không. Nãy thấy mưa nấy cũng đỡ chứ lớn thấy bà rồi. Thấy lâm găm 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 găm. Ủa bà ngu con nè. Chà bá nện, chà bá bình. Ở đây nào giờ đa số người ta thả lưới cá mè nè bạn. Nó thả lưới 7 không à. Còn anh Hồng anh chơi lưới 8, ông bắt cá lựa mà. Với một phần nữa ở đây ta bán cá nó khó lắm. Chứ không phải giống như mấy chỗ khác. Mấy loại cá này ở đây thường ta bán 25.000 ký. Mà cá bự bự thì bán ngon hơn nha, 30-40 tùy. Thường người ta bán đây là người ta bán ta nạo chả. Bạn thấy cá nghe có 20-25.000 ký, bạn thấy quái chà đậu không? Cái này mấy thằng cẩu nó nghỉ luôn đó. Giờ trời trời lớn hôm qua. Ăn phao vàng trời. Nó quất phao vàng nó tệ lắm cũng khúc rồi. Độc thiệt chứ. Ở đây mấy bạn đồng nghiệp khác mà là chỗ khác lại thả lưới không có được đâu ạ. Tại cái quặng nước này nó khác nhau lắm. Bạn thấy chỗ này nó chảy xuống chứ xích đằng kia chảy ngược vô rồi xích đằng kia nó chảy vô. Nói chung cái dòng nước nó không theo cái quy luật tự nhiên. Người dân đây họ nắm địa hình á thì họ thả mới được thôi chứ mình là lạ lại là bảo đảm bạn luôn á. Lạng quạng là lúc đi có tay lưới, lúc về không có tay lưới. Ở đây thả lưới khó dữ lắm. Phương tiện bạn thấy cái phao mà đi bằng mấy nhiêu sải thấy ớn lạnh không? Này anh đi có 4 sải hay nào? Nó rút vô cái phao vàng đó kìa. Đọc lẹ rồi. Không chạy không được rồi. Như có mấy cọng dây rồi tối với mấy ác. Bởi vì gì thấy không cuốn sâu. Ủa sao không cuốn sớp dưới ta. Cái này mấy tháng trước anh Hồng này ông thả cái mè trắng bạn. Trời ơi chúng trời quá trời luôn. Quất còn nào nấy mười mấy ký không. Này trời chỉ mưa với nó hơi tối. Ơi lên hàng lên hàng. Lại mới ủi xong bạn ơi. Mới vừa nồng ủi phát bị dướng sâu đỏ đó. Hên sức ra lên đường con cá dảnh kìa. Cái dảnh khú vào. Chị Nương nãy giờ mới giật cái máy đằng kia giật không chạy. Không nhận thả lưới 8 một cá nào mấy thì nhìn đã thì bạn khoái nó hoài luôn á. Mấy bạn nào giăng lưới rồi nhiều biết rồi. Mấy bạn nào chưa giăng lưới gành đó bạn thấy cái sự chênh lệch giữa cái lưới 7 với cái lưới 8. Dính vô vào ủa chết quá. Vô. Cái dãnh này về các bạn coi lạc đi. Để mớ hành lá tép mỡ vô.
chảy mồ hôi lưỡi thiệt chứ chơi. Con tèo đó. Nó rút qua tới này hả? Ừ. Anh thằng à. Anh ổng nó không bỏ cái bờ bên kia mà sao không biết ông đi bổ lưới neo, ông bỏ xong ông đi bổ lưới neo xong nó rút. Bữa neo xong qua đây nó rút qua tới bên đây. Thấy các bạn thấy ớt lạnh nó rút ngang vậy nè. Dòng nước thì chảy xuôi từ bên kia chảy xuống. Thấy nhức đầu chưa? Chứ bỏ bữa bên đây sao? Nhưng mà giờ em tưởng anh bổ bên đây chứ. Máy sao vậy nương? Chạy á bà bơi bên đây từ đó bà bơi về tới bển biết nào. Bỏ đây đi xíu nó chạy về anh không vòng về. Mà đó mấy tàu lớn nguy hiểm đó bà ơi. Ở đây nè xíu anh không cứu lưới xong không vòng bà về. Dằn lưới phía lạch bên đây là thôi mà bạn bạn luôn đó xà lan ngự dân lạch cồn nãy em thấy nó đâu có gách hung đâu anh không cũng đỡ hả ừ, cũng đỡ à lại lưới này cướp nó mạnh lắm mà cũng hên nhưng cá này nè đó bỏ kìa dảnh là như dảnh là nhìn. Ủa mề dinh đã chưa đã chưa cái này gặp lưới bảy bạn thấy dính còn dữ dằn nữa tại do ở đây cá nó hơi nhỏ anh không khó bán lắm bây giờ anh mới thả lưới 8 đó chứ nếu mà anh thả lưới 7 bạn thấy dính xe viền luôn nhớ hồi 2 năm trước đó mình thả đó bạn gỡ cá mỗi tay luôn lưới 8 bán là à đỏ ủa mụn gà đốp tại trên đây khó, cá do gần cái nguồn sông nguồn cá mà bởi vì bán cá khó người dân họ kén lựa dữ lắm cá nhỏ nhỏ họ không mua nào giờ xà lan rồi ghe cổ rồi chạy lập đến đây không à đó ồ kìa ô quá đã ít ra phải vậy mới được chứ mấy bạn muốn thả cá mì dinh mì dảnh phải thả giấc chiều vậy nè cá nó ẩn lên chứ mà bạn mà thả giấc trưa nắng nó đi tầng đáy dữ lắm cá gì mới mê đó mọi ơi tán thêm con khú già nữa cá rộng bỏ đục sáng bán chết yếu khó bán bạn thấy ở đây giăng lưới 8 vậy đó chứ nếu mà con cá nào mà mè khoảng mười mấy ký là dính như thường nha bạn tại ngư dân đây họ làm cái túi giật không à cái sông sâu họ làm lưới dài đó rồi họ dùng dây giật đó dùng túi lưới á bởi mang cá khủng khủng vô vẫn dính như thường giăng lưới cá mè này thường dính mấy cá mè trắng á 7 ký 8 ký 6 ký chị bơi đây chị nương ơi gần xong rồi xíu đó anh hồng vòng về bà bơi từ đây qua tới đó tới tối luôn á bơi lần lần mày đó bà trâu xuống trâu lên đó nha à, mới ghe mà nó lan rồi chạy nguyên đó bà ở đây có là mấy cái loại tàu container bạn là họ chạy bằng la bàn á mình vậy á họ đâu có mình cứ tránh họ chứ họ có tránh mình cái này khoảng 8 mét thôi anh Hồng dạo lưới á giật lên còn 8 mét à. Ở đây là do sông Tiền mà nó sâu quá bởi vì đa số ai giăng lưới vậy chứ toàn là tệ lắm có phải 2 dạo không có người 3 dạo 4 dạo ở đây mà bán cá dễ nhưng mà bán ở mấy cái chỗ khác hả bảo đảm bạn luôn anh Hồng này cũng làm tới lưới 7 bạn thấy dính cá thấy cảnh ở đây là cá mì dinh mì dảnh dữ dằn trời ơi
mình đừng có bơi vậy, bơi đâu đó xà lan chạy đâu 2-3 chiếc sát bên bác không trời. Đó đây 1 chiếc. Ồ, dãnh tiếp, dãnh tiếp. Dãnh này là xém vào nhà gì lọt lưới nè. Này là lưới 7 dính là vừa luôn. Nhiều con cá là gì nào? Đó còn đó. Mẹ dính. Đã chưa, đã chưa. Ấm hỉnh. Mấy mày dính bự bự này bạn thử kho lạc đi, thấy cảnh. Bể nồi cơm đó bạn. Tóp nhiều vậy ta, mấy thứ tóp này thôi ở trong tiền này bao la, dăng lưới neo mà lưới tắc ba vẫn dính như thường, các bạn thấy cái nào rồi đó, nó nhiều á. Nó chơi ngồi cái nào tán cá mè chà bá lửa đây ông ta. Dính hoài nha bạn, còn chục ký mấy ký á, mày trắng á. Ồ dảnh này nó ăn dữ lắm hay sao, mập dữ nè trời. Con nuôi con khúc à. Vô. Bập u à. Ủa, con giật bình. Kìa. Ủa, chỗ này cạn ghê bạn. Lên đất luôn á. Bạn thấy cái sông tiền nó sâu lắm, nhưng mà có một cái chỗ mà gọi là cái rãnh giữa gạch nè, nó căng eo à. Hôm bữa mình với cũ cái sủ thả cái lưới cá cơm á, lấy cái dầm mà thọc tới đụng đất luôn các bạn. Như đâu đây nè, nó có bãi bồi thả lưới hay nào. Rồi kết thúc chương trình bạn ơi, ngon lành cầm chanh. Ủa cái này bộ rồi nha, cá không nhận đáng thì mua con nào đáng đồng tiền bắt gạo thì chứ bạn. Kiếm sống được 25.000 ký, 30 mà cái mùa dịch giặt này nó cũng rẻ. Ở đây bạn thấy cái mấy cái mà dinh mà dảnh đó, nó chỉ cần nhỏ xuống một chút thôi là bán, đôi khi người ta không mua luôn bạn. Tại vì cái mà dinh mà dảnh đây đa số là ngư dân đây, là người dân đây nè, mà họ mua là họ làm chả ăn không à, mà nhỏ xíu thì lúc họ kén chọn họ không mua. Bởi vậy không thả lưới 7, chứ nếu mà anh Hồng mà anh thả ra lưới này tới lưới 7 á, mình bảo đảm với bạn luôn á là nó dính bạn thấy gỡ lia lịa luôn. Tại vì hồi năm rồi á là cũng có thả lưới cá mè này mình biết. Trời dính mê lắm bạn ơi. Bạn thấy cái chênh lệch giữa lưới 8 với lưới 7 bạn thấy chỉ có một phân vậy thôi, nhưng mà tỷ lệ nó dính cá nó khác hẳn nhau nhiều lắm. Giờ mình với anh Hồng cũng về thôi, chị thương bả còn bơi đằng kia. Tại do dính có bao vàng á, anh Hồng cũng thăm lưới hơi sớm, hồi nãy thăm hết nửa tay rồi. Chứ nếu mà chưa thăm á là mình quay hết nguyên tay nãy bạn coi mê lắm. Tại xíu nó về quay thành quả là khoảng nhiều, mấy ký. Mà giờ bạn thấy nước nó không còn đục hùng ha. Hồi đâu khoảng 2 tháng trước á, nước nó đục dữ lắm. Còn giờ nước dạng nó cũng hơi không đục hùng, nó hơi chắc chắn trong trong rồi. Cũng chuẩn bị hết mùa lũ rồi. Cái gì cũng nhanh ghê. Này là mấy cái xà lan này, xà lan cát, xà lan gạo gì. Nào giờ là ghe cộ là chạy lạch bên đây không, còn lạch bên đây là không có chạy. Lạch bên đây là để dành cho những người dân bên đây nè, họ dân lưới, dân câu đó. Cái đó là xa xa như ghe cào. Chị Nương nãy giờ bỏ bơi, nãy giờ bạn thấy không, biết bao lâu mà chưa được nửa xong nữa. Mà hên không có gió đó, chứ nếu có gió là thôi còn bơi khỏi đi luôn. Vào mùa nước lũ này bạn thấy chứ, ở sông Tiền văng lưới neo rồi, văng lưới này nọ, văng câu khó lắm bạn ơi. Nó không được như mấy tháng kia. Dạng như mấy tháng trước thì có thể ngày nào cũng có thể văng này văng nọ, chứ còn mà lũ này tháng là chỉ văng được 4-5 ngày là cùng à. Tại trên thượng nguồn á, nước nó chảy về á, mạnh xiết quá, người dân đây dân lưới không được. Với lại nước nó chảy có một chiều một mà bạn, nó không có đứng. Phải lâu lâu ngày ngày chết á thì mới dân lưới rồi, thả lưới rồi.
tính gian tháng là làm được có mấy ngày à, mùa lũ này thôi thua luôn. Nãy giờ bơi đuối luôn. Giờ mới bè về. Cái máy gì đâu nãy chạy thấy rồi, cái khịch 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 chạy hơn thua đàn bà đẻ nữa. Cái máy này em của anh Hồng, cái ghe này cũng mới đóng. Cái xuồng này mấy bạn nào xem clip cũ mình là nhớ là biết nè, cái xuồng mà thường để đi qua cái bè ông cũ á, dùng để cắt dây lục bình đúng không ạ? Mấy tháng dịch giặt này nè, anh Hồng anh đem lên anh sửa lại cũng ngon ha. Đó là cái xuồng bỏ. Đường về tới nhà xa xa quá. Bữa nay nước nó chết rồi mới giăng lưới được. Còn thường ngày khỏi giăng luôn, nước chảy bằng thấy cuồn cuộn à, trên thượng nguồn đổ về á. Người giăng đây là mấy tháng này ít người giăng lưới lắm. Đã vậy thêm năm nay thêm cái vụ mà cái con vịt nó, trời ơi. Người giăng đây ai cũng than trời chứ bạn ơi. Tính ra năm rồi cá xịu à. Năm nay nước rồi. Vậy đó hả? Nó bổ tà lưới ông rút bên đây nè, mà ông dịch ông chạy đi dặn tà lưới xong ông quay lại tà lưới ông qua tốt bên cồn, nó rút ngang mà thấy ngộ ghê không? Bởi vì cái dòng nước ở đây không hiểu nổi. Năm nay tính ra nước nó ít hơn năm rồi bạn ơi, người dân nói năm nay cái khả năng cá nó còn ít hơn năm rồi nữa, không biết cuộc sống sẽ về đâu đây. Đa số người dân ở cồn An Hiệp này là chỉ trông chờ vào cái nguồn cá thôi để dân lưới dân câu thôi. Mà năm nay nước về cũng ít quá. Nước về ít thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cá trên thượng nguồn về cũng ít theo bạn. Về tới bến nhà an toàn. Đây sẵn quay thành quả luôn bạn ơi. 1, 2, 5, 5, 10. Khui. Đó. Trời ơi, con nào không lấy nó bự con nè. Không dinh. Ồ, không nhận tháng này cá mập ghê bạn. Nó bị dánh nè. Phần tay mình nè. Bộ trộn cá. Thứ 8 dính con nào nấy có đáng không nội ơi. Đáng đồng tiền thiệt chứ. Mấy cái dánh này các bạn chịu khó. Nếu mà bạn gần phải mua được về. Để nguyên dãy này kho. Hay mình nạo chả ra. Bảo đảm bể được cơm. Cá mập lù không. Nè. Lù nào nấy. Đáng thiệt chứ. Mê không? Chắc nào nó khoảng 2 ký mấy 3 ký. Rồi bị nay bị sự cố gướng cái phao vàng đó nên phải cứu lưới liền á. Chứ hồi mình để thêm khoảng nửa tiếng nữa là vô đậm mà. Nước còn đang ngon. Nên thôi lỡ cuốn luôn chứ sao giờ. Mình qua cũng hơi trễ tại nghe nào nói khoảng nửa tiếng nó mới cuốn. Nhưng qua ổng thầm lưới á rồi sẵn thấy sao bị sự cố ổng cuốn luôn, tranh thủ cuốn luôn mà cuốn không kịp. Lo lành ha. Để hôm nào có dịp chúng ta chiến đấu tiếp. Nói chung dịch bệnh này ngoài sông Tiền mình cũng hạn chế đi lắm bạn ơi. Từng đi khoảng 2 ngày, 3 ngày là dữ lắm mà. Chứ không có đi thường như người đó. Tại do dịch bệnh giờ còn căng quá. Chào bạn nha. Hẹn bạn lúc sau ha. Hôm nay ra vậy cũng ngon lành. Cho hai dòng củ cá sủ rồi chưa đời nói không. Chào bạn nha.